Kể từ khi Oppo ra mắt chiếc điện thoại Oppo Reno 8T 5G thì rất là nhiều bạn trẻ đã quan tâm đến chiếc điện thoại này về thiết kế của nó, về camera của nó. Tuy nhiên, đâu là những nhược điểm mà chúng ta cần lưu ý trước khi xuống tiền mua Oppo Reno 8T 5G thì nhớ xem hết video này nha. Mình là Trường An, đây là Việt Tập Lét. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video này, hiện tại bên mình Oppo Reno 8T 5G đang có giá cực kỳ tốt, còn chưa đến 9 triệu đồng. Và nếu như anh em quan tâm, mình sẽ để ngay đường link bên dưới phần mô tả này nhé. Và bên cạnh đó thì bên mình vẫn còn máy line new của nhà Oppo. Và nếu như anh em muốn biết của bên mình sẽ có chương trình đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn tiền 100% luôn cho anh em. Ngoài ra, nếu như anh em cực kỳ quan tâm đến dòng điện thoại Oppo, dòng Samsung và dòng Apple thì mình sẽ để ngay đường link của Telegram và tablet bên dưới. Click vào tham gia nhóm để có ngay một chiếc điện thoại iPhone, một chiếc điện thoại Samsung, Oppo với giá tốt nhất và hời nhất đến cho anh em nha. Và không để anh em chờ lâu nữa, mình sẽ cùng nhau đi đến những cái lưu ý trước khi chúng ta xuống tiền mua Oppo Reno 8T 5G. Và lưu ý đầu tiên đó chính là hiệu năng của máy thực sự không quá mạnh mẽ khi mà bên trong máy vẫn là con chip đến từ nhà Qualcomm, nhưng mà nó chỉ là Snapdragon 695 5G mà thôi. Một con chip đầu 6, nó không phải là con chip Snapdragon đầu 7 hay là đầu 8, cho nên là hiệu năng của nó sẽ không còn bằng hai cái đầu kia. Nhưng mà với cá nhân mình nha, thì một con chip Snapdragon 695 5G cho một chiếc điện thoại tầm trung trong tầm giá từ 8 triệu đến 10 triệu thì vẫn khá là ok cho chiếc điện thoại Oppo Reno 8T 5G này, nếu như Oppo đầu tư vào những yếu tố khác. Nếu mà nói về hiệu năng của nó thì Snapdragon 695 5G vẫn đáp ứng tốt cho những tựa game như là Liên Quân Online, như là PUBG với đồ họa trung bình khá một xíu. Còn với những tựa game như là Genshin Impact thì anh em phải chấp nhận đánh đổi rằng là hiệu năng của nó không có được tốt cho lắm và không mang đến cái hiệu năng trơn tru mượt mà trong về khung hình của máy, về đồ họa của máy. Vậy thì chúng ta có dùng được Oppo Reno 8T 5G cho những hiệu năng cao hơn như là design, như là dựng video hay không? Thì mình thấy rằng vẫn có thể dùng tốt, bởi vì Oppo Reno 8T 5G, một con chip Snapdragon 695 5G, nó vẫn dùng được những ứng dụng như là cáp kết, như là InShot để cho anh em có thể tạo những cái content trở thành một content creator cho những nền tảng mạng xã hội như là TikTok, như là Instagram hay là Facebook. Và mình nghĩ rằng Snapdragon 695 5G sẽ mang đến cái hiệu năng nó đủ dùng cho những tác vụ cơ bản và nâng cao hơn một chút xíu. Cái lưu ý thứ hai trước khi anh em xuống tiền mua Oppo Reno 8T 5G đó chính là về thiết kế camera. Nhìn qua thì thiết kế của máy nó hơi to một chút xíu và nó hơi hầm hố một chút xíu, bởi vì nó sẽ có hai cái lỗ tròn bự ở mặt lưng của Oppo Reno 8T 5G. Nhưng mà nếu như anh em dùng quen chiếc điện thoại này rồi thì anh em sẽ cảm thấy rằng cái thiết kế này nó thực sự không phải là vấn đề quá lớn, bởi vì thường chúng ta mua điện thoại về thì anh em sẽ đeo ốp lưng vào cho điện thoại đúng không nào. Thì thiết kế camera ở trên con Oppo Reno 8T 5G sẽ là một cách để anh em nhận diện chiếc điện thoại của anh em so với các phiên bản điện thoại khác ở trên thị trường hiện tại. Nếu mà so với đằng thiết kế thì hai lỗ tròn ở trên Oppo Reno 8T 5G nó sẽ hơi bị khác biệt so với những thiết kế đại đa số ở trên thị trường, như là thiết kế nhiều camera nhưng mà nó nhỏ hơn, với kích thước nó không quá to và không quá hầm hố. Nhưng mà với cá nhân mình thì một thiết kế camera cho thấy rằng là Oppo thực sự đầu tư kỹ về phần camera của con điện thoại, làm cho nó mang đến cho ảnh tốt nhất và hiệu quả nhất có thể. Và tất nhiên về thông số thì chúng ta sẽ có 3 camera đằng sau với con Oppo Reno 8T 5G, với camera chính lên đến là 108 megapixel. Hai ống kính còn lại là một cái là ống kính hiển vi với độ phân giải là 20 megapixel, và ống kính cuối cùng là camera độ sâu, độ phân giải cũng là 20 megapixel. Và thực sự là như vậy, khi mà chiếc ảnh cho ra ở con Oppo Reno 8T 5G này trong điều kiện đủ sáng nè, ngược sáng và thiếu sáng đều mang đến chiếc ảnh tốt, đậm đà sắc nét về độ tương phản của nó, về độ bão hòa, về độ chi tiết cũng khá là ok trong focus tầm trung. Và mình đánh giá rằng là Oppo Reno 8T 5G là một bước ngoặt lớn ở trong điện thoại tầm trung, bởi vì nó sẽ có camera hiển vi cho anh em được cái chiếc ảnh nó chi tiết nhất có thể và nó cận nhất có thể ở các vật thể mà anh em thường dùng hàng ngày, như là đồ vật nè, như là bàn ghế, giày dép, khá là ấn tượng đúng không nào, cho một chiếc điện thoại tầm trung như là Oppo Reno 8T 5G. Tuy nhiên, một điều mà anh em cần lưu ý ở trong phần camera của con điện thoại này đó chính là nó sẽ không có chế độ quay Full HD với FPS là 60 mà chỉ dừng lại ở mức là 30 FPS mà thôi. Điều này sẽ làm cho một vài bạn sẽ cảm thấy bị hạn chế khi mà dùng camera của con Oppo Reno 8T 5G. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có vài ưu điểm nữa mà chúng ta có thể bù đắp lại về camera cũng như là về cái hiệu năng bên trong, đó chính là về màn hình của máy. Vậy thì chúng ta sẽ lưu ý gì về phần màn hình của con Oppo Reno 8T 5G? Thực sự mà nói về thông số thì nó quá ấn tượng đi, bởi vì Oppo Reno 8T 5G sẽ có tấm nền là tấm nền OLED nè. Rồi chúng ta sẽ có tần số quét là 120Hz, độ phân giải màn hình thì cao, và chúng ta sẽ có đến 1 tỷ màu ở trên màn hình con điện thoại này, mang đến là độ sâu cao nè, màu đen sâu nè, đa màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng hiển thị rất là tốt ở trên một cái màn hình nhỏ gọn chỉ là 6.7 inch của con Reno 8T 5G. Nhưng mà cái chúng ta cần lưu ý đó chính là màn hình của máy vì quá đẹp cho nên nó sẽ rất là mắc.
và anh em cần phải giữ điện thoại thật là kỹ. Nếu như anh em mà vô tình làm rơi máy, làm vỡ máy mà vỡ đi phần màn hình thì anh em thấy cái màn hình nó sẽ hơi bị chát một chút xíu, và đây là điều mà anh em cần lưu ý khi dùng con Oppo Reno 8T 5G. Vậy thì chúng ta phải cần làm gì? Chúng ta cần phải đeo ốp lưng cho điện thoại nè, cần dán màn hình nè để bảo vệ điện thoại tốt nhất có thể và tránh làm rơi, làm rớt điện thoại xuống mặt đường, xuống mặt bàn, làm ảnh hưởng đến men bên trong nè, và ảnh hưởng tới phần mặt lưng, về camera và kể cả về phần màn hình. Và khi mà anh em thay linh kiện nó sẽ khá là chát cho một con điện thoại như là Reno 8T 5G, một chiếc điện thoại tầm trung. Cái lưu ý tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm khi mà xuống tiền mua Oppo Reno 8T 5G đó chính là về dung lượng pin bên trong. Khi mà dung lượng pin bên trong của máy sẽ là 4800mAh và có hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 67W. Tuy nhiên, bởi vì con điện thoại này gồng gánh quá nhiều công nghệ, đặc biệt là công nghệ màn hình, cho nên là nó sẽ hao pin nhiều hơn mà những gì anh em nghĩ. Nếu anh em dùng con Oppo Reno 8T 5G này để chơi game và làm đồ họa nặng thì on-screen của máy khoảng tầm là từ 5 tiếng đến là 7 tiếng. Còn nếu anh em dùng những tác vụ nhẹ hơn như là Facebook, như là Instagram và TikTok thì khoảng tầm đó là từ trên 6 tiếng cho đến là khoảng 7-8 tiếng cho một chiếc điện thoại như là Reno 8T 5G. Mình thấy đây là một điều mà nó cũng không quá là nghiêm trọng cho một chiếc điện thoại tầm trung như là Reno 8T 5G, nhưng mà nó sẽ là một cái điều anh em nên cân nhắc thật kỹ trước khi dùng con điện thoại này, bởi vì con điện thoại này sẽ hướng đến nhu cầu cơ bản nhiều hơn là dùng nó để chơi game và để làm những cái đồ. Và một yếu tố cuối cùng mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó chính là tầm giá của Oppo Reno 8T 5G. Trên thị trường thì con điện thoại này sẽ có tầm giá khoảng tầm đó là từ 9 triệu hơn cho đến là khoảng hơn 10 triệu đó. Nhưng mà lưu ý rằng là điện thoại bên mình đang có giá đang rất là tốt luôn, khi mà máy new siêu luôn chính hãng đến từ Oppo và mức giá chỉ là còn chưa đến 9 triệu đồng. Cụ thể nó đang có mức giá là 8 triệu 500 ngàn đồng cho Oppo Reno 8T 5G. Và đây là một mức giá cực kỳ tốt cho bạn nào đang quan tâm đến con điện thoại này trên thị trường hiện tại. Oppo Reno 8T 5G với tầm giá là 8 triệu 5, sẵn sàng dư sức cho anh em có thể chiến được một vài tựa game nặng một xíu như là Liên Quân, như là PUBG, đủ để chúng ta dùng những tác vụ cơ bản như là TikTok, như là Instagram, như là Facebook, và đủ để chúng ta sáng tạo nội dung ở trên những nền tảng mạng xã hội qua những ứng dụng như là CapCut, như là InShot. Thì đây là một sản phẩm mình nghĩ rằng anh em nên xuống tiền cho nó trong thời gian tới. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng chúng ta có nên xuống tiền cho Oppo Reno 8T 5G hay không? Thì hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nha. Mình là Trường An, đây là Vietablet. Cảm ơn các bạn đã xem video này và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.